Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters chia sẻ trên Telegram ngày 25 tháng 1, Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 11 máy bay không người lái UAV trong tổng số 14 UAV và 5 tên lửa mà Nga phóng trong đêm. Mục tiêu chủ yếu trong cuộc tấn công của Nga là miền Nam Ukraine. Ông Ole thống đốc vùng Odessa của Ukraine, cho hay hai người bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Ông Kipper chia sẻ trên Telegram rằng, mặc dù lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động hiệu quả để lùi các cuộc tấn công của đối phương, nhưng thật không may, một cơ sở công nghiệp ở Odessa đã bị tấn công, các tòa nhà dân sinh và cơ sở hạ tầng dân sự cũng bị hư hại. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Trong diễn biến có liên quan, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Paris nên nỗ lực nhiều hơn nữa để ngăn chặn công dân Pháp tham gia xung đột ở Ukraine. Theo hãng TRT, các nhà lập pháp Nga đã chính thức kêu gọi Quốc hội Pháp giải thích về việc lính tư nhân Pháp có mặt ở Ukraine. Tuy nhiên, Paris đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc lính tư nhân Pháp tham gia xung đột và gọi đây là thông tin sai lệch từ phía Nga. Song ông Petkov nhấn mạnh, Nga có thông tin đáng tin cậy về việc các công dân Pháp đang hiện diện ở Ukraine và làm lính tư nhân. Công việc làm lính tư nhân bị coi là bất hợp pháp ở Pháp kể từ năm 2003. Người vi phạm có thể bị phạt 5 năm tù và phạt tiền lên tới 75.000 euro, 81.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, luật pháp cho phép công dân Pháp tình nguyện gia nhập các lực lượng quân sự nước ngoài. Theo nguồn tin Sputnik, hơn 300 lính tư nhân Pháp đã tới Ukraine để tham chiến trong xung đột Nga-Ukraine. Trong đó, tính đến tháng 1 năm 2013, tổng cộng 50 lính tư nhân Pháp ở trong khu vực hoạt động quân sự. Nguồn tin Sputnik cho biết, một số người trong số họ phục vụ trong trung đoàn nhảy dù số 2 của quân đoàn nước ngoài thuộc lữ đoàn số 11 của lực lượng vũ trang Pháp tại thị trấn Canvi trên đảo Corsica. Nguồn tin Sputnik cho hay, trong cuộc giao tranh, khoảng 130 người thiệt mạng và chỉ ra rằng lính tư nhân nước ngoài là một phần của quân đoàn quốc phòng Ukraine ILOU. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, cuộc tấn công vào một tòa nhà ở Kharkov đã khiến 60 lính tư nhân thiệt mạng, hầu hết là người gốc Pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu cho rằng, chính phủ không thể ngăn cản người Pháp tham chiến ở Ukraine vì họ không thuộc lực lượng vũ trang quốc gia. Ông cũng cáo buộc Nga đã phóng đại vai trò của công dân Pháp trong cuộc xung đột. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một xung đột tiêu hao đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đồng Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm gia tăng xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện xung đột. Ngày 23 tháng 1, theo đài Fox News, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ các báo cáo cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho chính phủ Nga xem xét thu hồi các bất động sản của Nga trước đây, hiện thuộc các nước khác, trong đó có bán đảo Alaska, Mỹ gọi là tiểu bang Alaska. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ về đàn bài theo phản hồi về nghi vấn Nga đang đòi lại bán đảo Alaska tôi xin đại diện cho tất cả mọi người trong chính phủ Mỹ để chắc chắn rằng ông ấy, tức Tổng thống Putin, sẽ không lấy lại được. Tuần trước, hãng thông tấn TASS cho biết ông Putin đã ký một nghị định mới để phân bổ kinh phí cho quá trình khám xét các bất động sản thuộc sở hữu của Nga ở nước ngoài, cùng nhiều hỗ trợ quá trình đăng ký hợp pháp quyền sở hữu tài sản và việc bảo vệ pháp lý đối với những tài sản này. Báo Giờ Hiên cho biết, mặc dù nghị định của Tổng thống Putin không đề cập cụ thể đến Alaska, nhưng một số nhà quan sát nghi vấn bán đảo Alaska cũng nằm trong số tài sản nói trên bán đảo Alaska được Mỹ mua lại từ Nga năm 1867 với giá 7,2 triệu đô la Mỹ. Năm 2014, Tổng thống Putin đã từng trả lời câu hỏi của người dân về thương vụ Alaska năm 1867, khi có một số ý kiến cho rằng cái giá 7,2 triệu đô la Mỹ là quá rẻ. Ông Putin nói về bán đảo Alaska, ngoài đó cũng lạnh lắm. Vào giữa thế kỷ 19, Alaska với dân số chưa đến 1.000 người thuộc sở hữu của Nga sự phát triển của Alaska bị cản trở không chỉ bởi sự xa cách với nước Nga, mà còn do thiếu các điều kiện nuôi trồng. Hoạt động kinh tế duy nhất của công ty Nga Mỹ RAC là mua lông thú và các nguyên liệu thổ liên quan đến động vật, chẳng hạn như dầu hải cầu, có giá trị rồi bán chúng ở thị trường Nga, Trung Quốc và châu Âu. Những sản phẩm này được RAC trao đổi với người bản xứ, người Aleus, người Eskimo, thổ dân da đỏ hoặc thu được từ những cuộc thám hiểm, săn bắn của chính họ. Không có tài nguyên thiên nhiên nào khác trên lãnh thổ rộng lớn, trải dài 1,5 triệu dặm vuông, được khai phá trong suốt bảy thập kỷ thuộc quyền sở hữu của Nga. Vào giữa thế kỷ 19, hoạt động thương mại đã không còn mang lại lợi nhuận như trước vì thế giới động vật ở Alaska đã bị nghèo đi đáng kể. Thực tế thú vị là ở Mỹ, hiện nay thỉnh thoảng vẫn có tranh luận là cuối cùng Mỹ được hay mất trong vụ mua Alaska. Mặc dù thực tế là vào cuối thế kỷ 19, người ta đã phát hiện những mỏ vàng lớn, và trong thế kỷ 20 là những mỏ dầu, nhưng theo nhiều người, việc mua Alaska vẫn khiến Mỹ bị thua thiệt tổng chi tiêu của Mỹ cho việc phát triển các vùng lãnh thổ, quốc phòng, trợ cấp cho người định cư, đặc quyền đối với dầu mỏ và các công ty khác, trợ cấp và lợi ích cho cộng đồng lớn dân bản địa trong một thế kỷ rưỡi vượt quá thu nhập dòng mà Mỹ nhận được từ Alaska. Một nỗ lực để chứng minh điều này đã được nhà kinh tế học Michael Pogel chỉ ra trong bài báo đăng trên The New York Times ngày 18 tháng 8 năm 2010 làm thế nào Alaska trở thành cảnh ngông nghiến các quỹ liên bang. Lục lại lịch sử, người ta thấy có nhiều sự thật thú vị về cách Alaska được bán, liên quan đến cả hai bên. Thứ nhất, bản thân thỏa thuận đã được soạn thảo theo một cách kỳ lạ. Theo đó, các vùng đất được bán không phải nhân danh đế quốc Nga, mà là do nam tước Eduard Stek. Ngoài ra, có một giả thuyết nhưng chưa được chứng minh là nam tước Stek đã chỉ tổng cộng 144.000 đô la Mỹ để hối lộ các thành viên của ủy ban và các thượng nghị sĩ có thể được khấu trừ vào số tiền Nga nhận được cho bán Alaska. Kết quả là Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chuẩn thuận với đúng một nửa số thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu tán thành Thỏa thuận mua bán Alaska đủ để phê chuẩn. Giờ đây người Mỹ phải trả giá đầy đủ cho sự lựa chọn mà họ đã từng đưa ra. Theo các nghiên cứu nội bộ, họ chi tiêu cho khu vực này nhiều gấp đôi số tiền kiếm được và thu về cho ngân sách. Ở đây thiên tai xảy ra thường xuyên hơn những vùng khác nên cần nhiều tiền hơn để xây dựng đường xá. Trong khi đó, tiền thu về từ khai thác tài nguyên thiên nhiên phần lớn lại thuộc về cư dân địa phương. Alaska đẹp đẽ bề ngoài thực sự phải chịu nhiều vấn đề về môi trường và phải bơm tiền thường xuyên khu vực rộng lớn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Các nhà khoa học tin rằng đồng, selen và các chất khác xuất hiện trong khí quyển do khai thác khoáng sản lộ thiên sẽ bắt đầu tích tụ trong các sinh vật địa phương. Các loài chim và động vật dần dần góp phần gây ra sự tuyệt chủng của các loài quý hiếm. Việc mua Alaska theo đúng nghĩa đen là bị ép buộc đối với Mỹ, nước không hào hứng với điều đó cho lắm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Lúc đó, Nga đã từ chối rất nhiều đề xuất từ Anh sẵn sàng mua Alaska với số tiền gấp 3 lần số tiền mà Mỹ cuối cùng đã trả cho Nga để mua Alaska. Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ ngày 24 tháng 1, đối với ông Donald Trump, New Hampshire đã đưa ra một loạt dấu hiệu nguy hiểm cùng với chiến thắng vang dội. Với chiến thắng thuyết phục trước bà Nikki Haley trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho thấy rằng tỷ lệ cử tri cốt lõi của Đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ ông và động lực hướng tới sự đề cử của Đảng ngày càng tăng. Nhưng kết quả ở New Hampshire cũng báo hiệu rằng ông Trump có nguy cơ mất lượng lớn đảng viên Cộng Hòa, cũng như một phần đáng kể cử tri độc lập, gây ra vấn đề cho ông với tư cách là ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Nhiệm vụ đầu tiên của bất kỳ ứng cử viên nào là đoàn kết đảng, nhưng theo khảo sát của AP Vodcast, 19% đảng viên Cộng Hòa bỏ phiếu ở New Hampshire cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11. Tương tự, 15% đảng viên Cộng Hòa tham gia cuộc họp kín ở Iowa tuần trước cho biết họ sẽ không ủng hộ ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Ông Witt Arias, một nhà thăm dò ý kiến và chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng Hòa nói, ở một quốc gia phân cực, bất kỳ ứng cử viên nào cũng phải giành được 90% phiếu bầu trở lên trong đảng của mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Bạn không thể cạnh tranh nếu bạn không đạt gần 90%. AP Vodcast nhận thấy vào năm 2020, ông Trump đã mất 9% số cử tri trong đảng của mình và thất bại trong cuộc bầu cử. Nhưng trong khi các đảng viên đảng Dân Chủ lo lắng về việc liên minh ủng hộ Tổng thống Biden đang dạn nứt, phần lớn là do cử tri trẻ thì những tín hiệu ban đầu từ các cuộc chiến giành suất đề cử của Đảng Cộng Hòa cho thấy rằng Đảng Cộng Hòa cũng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì liên minh cử tri của họ. Các đảng thường nảy sinh dạng nứt trong mùa bầu cử sơ bộ và cuối cùng sẽ hàn gắn lại. Nhưng Tổng thống Trump là một nhân vật khác thường ở chỗ, ý kiến của nhiều cử tri về ông đã không thay đổi trong nhiều năm. Điều đó cho thấy việc thuyết phục những người hoài nghi về ông Trump có thể khó khăn hơn. Hơn nữa, ông Trump ở New Hampshire chỉ nhận được 33% sự ủng hộ của cử tri độc lập trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, một cảnh báo khác cho việc ứng cử của ông. Và trong số các cử tri độc lập tại cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở New Hampshire, 66% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào tháng 11 tới nếu ông là người được đề cử. David Winston, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa, từ lâu đã lập luận rằng cử tri độc lập là chìa khóa cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ở Iowa, 20% tổng số người tham gia cuộc họp kín, bao gồm 15% người tự nhận là đảng viên Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ không hài lòng với việc ông Trump là ứng cử viên của đảng này, đến mức họ sẽ không bỏ phiếu cho ông vào tháng 11 năm 2024. Bên cạnh đó, ngày 24 tháng 1, nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô Mỹ UAW gồm 400.000 thành viên tuyên bố chính thức ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Đây là sự ủng hộ có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tổng thống Biden, người luôn ủng hộ tầng lớp lao động của Mỹ. Ông Biden trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử hiện đại tham gia ủng hộ các công nhân đình công gần Detroit, bang Michigan hồi tháng 9 năm 2023. Về hành động này, ông Shofain, chủ tịch UAW nói với các thành viên nghiệp đoàn rằng chính ông Biden mới là nhà đấu tranh cho nghiệp đoàn chứ không phải là cựu Tổng thống Donald Trump. Trong thông báo tại Đại hội Chính trị của UAW ở thủ đô Washington, DC, ông Fahin nói rằng nghiệp đoàn mong muốn nhà lãnh đạo nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất thế giới sẽ giúp UAW giành chiến thắng với tư cách là một tầng lớp lao động Mỹ đoàn kết. Theo đó, ông tuyên bố UAW đang ủng hộ ông Biden trong nỗ lực tái đắc cử năm nay.